Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và gần đây thì anh em thấy rằng là mình làm khá nhiều content về PC chứ không làm về laptop. Bởi vì đơn giản là mình cảm thấy laptop nó cứ lỡ cỡ ấy. Thấp cấp thì không thấp cấp hẳn, cao cấp thì cũng chẳng cao cấp hẳn. Nhưng mà hôm nay thì Asus đã gửi cho mình một cái care package để cho anh em thấy rằng là laptop cao cấp ngầu lắm anh em ạ. Bây giờ thì hãy cùng mình unbox chiếc laptop xịn nhất thế giới nhá. Mua lại em laptop này thì chúng ta sẽ được tặng một cái cặp rất là cao cấp, rất là xịn sò luôn. Cái cách dùng, cái cách lấy cái laptop này ra cũng hơi khác một chút so với cả ngày trước. Chúng ta sẽ được tặng một chiếc hộp nhìn rất là chất lượng và sẽ có những cái graphic của Asus riêng. Những graphic này nhìn chúng rất là đẹp đấy. Nặng đấy. Và đằng trước này chúng ta sẽ có ROG Strix SCA thể hiện rõ ở trên bề mặt. Và mở ra thì chúng ta sẽ mở ra đằng trước này để từ đó mà có thể kéo cái hộp này ra. Đây, và chiếc laptop của chúng ta ở đây rồi. Thì trong cái hộp này chúng ta sẽ không chỉ có chiếc laptop mà chúng ta sẽ còn có vài thứ hay ho khác. Đầu tiên thì có thể nói đó chính là cái cục sạc 330W của Asus ROG Strix SCA, nhìn chiều rất là to và khủng bố. Ngoài ra thì trong cái hộp này sẽ còn được tặng thêm cả một chiếc chuột ROG Gladius 3 nữa. Và cái phiên bản này anh có thể thấy đây là not for resale, tức là nó sẽ bao gồm trong cái hộp này luôn chứ không phải là một cái con chuột bình thường mà Asus thường vứt vào. Đấy, nhưng bây giờ hãy cùng tập trung vào chiếc laptop nhá. Ok, sau khi unbox thì chiếc laptop của chúng ta ở đây rồi. Chiếc ROG Strix SCA này đang được trang bị i9-13980HX. Hiệu năng em này thì cực kỳ là khủng, rơi vào khoảng tầm i7-13700K trên desktop. Còn RTX 4090 nằm trên này thì hiệu năng cực kỳ là gắt luôn, rơi vào khoảng tầm RTX 4070Ti trên desktop. Mình không nghĩ rằng một ngày chúng ta có thể kép hoặc là cắp nách được, đem đi khắp nơi được một chiếc i7-13700K với cả 4070Ti một cách dễ dàng đến như thế. Một phần lý do mà chiếc ROG SCA này có thể đạt được mức hiệu năng như vậy đơn giản là vì mức điện của nó cho chiếc CPU và GPU cũng khá là cao. Khi mà mình test full load thì chiếc CPU cộng GPU rơi vào khoảng tầm 65W cộng với cả 175W điện luôn. Một cái điều bất ngờ hơn tất cả là dù là hiệu năng cao như thế, mức điện lớn như thế nhưng mà nhiệt thì không hề bị nóng một chút nào cả. Bình thường thì anh em nghĩ rằng một chiếc laptop như này nhiệt độ rơi vào khoảng tầm từ 100-110 độ, nhưng mà không hề như thế. Điều đó thì cũng cảm ơn nhờ cái hệ thống tản nhiệt mới của chiếc ROG Strix SCA này. Nó sẽ có tổng cộng là 3 quạt khá là khác lạ và tổng cộng là 3 đường khí lưu thông để làm mát, tổng cộng là 7 ống đồng nằm ở trên này. Nếu mà anh em xem ấy thì anh em có thể thấy rằng Asus cũng cho chúng ta một số option nâng cấp nữa. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 khe NVMe để lắp SSD và 2 khe RAM DDR5 để anh có thể thay RAM vào. Nhưng thực sự thì với 64GB DDR5 và 2TB SSD NVMe 4.0 thì thực sự mình nghĩ rằng ngày nâng cấp của anh em còn xa lắm. Tất cả những tinh hoa, tất cả những phú quý đã đều được Asus tổng hợp lại vào chiếc laptop này, tạo nên một cái trải nghiệm cực kỳ là mượt mà về làm việc này, lướt web này, chơi game này, xem phim này, và làm tất cả những công việc nặng ấy, thì chiếc laptop này có thể đáp ứng nó một cách mượt mà. Mặc dù nó chỉ là một chiếc laptop thôi, nhưng thực sự thì mức hiệu năng của nó rất là cao. Một cái điều mà đóng góp vào cái sự mượt mà đấy đó chính là chiếc màn hình của chiếc laptop này. Chiếc laptop này sẽ có một chiếc màn hình 2K 16:10 với tần số quét lên tới là 240Hz. Và đây là cái phản ứng đầu tiên của mình khi mà nhìn cái màn hình đấy. Màn hình thì mượt, cực kỳ là dịu, cực kỳ là sáng. Touchpad bằng kính này cũng rất là tuyệt vời, sờ di cực kỳ là mượt mà. Nhiều anh em nghĩ rằng là ok, một chiếc màn hình như này đúng không, sẽ có Advanced Optimus này, sẽ có Max Switch này để giúp anh em tối đa được FPS, thì nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là đây là một chiếc màn hình gaming, nó sẽ không phù hợp với những tác vụ mang tính chuẩn màu. Nhưng anh em sai rồi, chiếc màn hình này có độ phủ lên tới là 99% giải màu DCP3, thế nên là có thể đáp ứng được mọi nhu cầu về làm phim của anh em, khiến cho anh em khi đem chiếc laptop này đi ra ngoài không hề gặp vấn đề gì và sẽ không bao giờ cần phải đem bất kỳ thiết bị bính kèm nào nữa. Không cần phải lo lắng đâu anh em ơi. Một phần lý do tại sao rất nhiều người chọn Asus đơn giản là Asus nó mang tính gọi là một ý tưởng, một cái ngôn ngữ cũng như là một cái thiết kế thể hiện được cái sự ăn chơi, sự nói lên được cái gọi là sự đầu tư vào các thiết bị của mình. Và chiếc laptop này thì thiết kế cũng không hề ngoại lệ, với những đường sắc cạnh, với những dải RGB đằng trước, đằng sau, bàn phím theo đợt lòe ánh sáng. Đằng này thì logo được phủ bởi những dải RGB cực kỳ là đẹp đẽ. Với phần mềm Aura này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được, khiến cho những người dùng Asus có thể gọi là thể hiện được cái cá tính riêng bởi chiếc laptop của mình. Tất nhiên,
đây là một chiếc laptop rất là mạnh mẽ, rất là khủng bố, rất là xịn sò, nhưng không thể nào mà không nói được những cái điểm yếu của nó. Ví dụ như chiếc màn hình sáng rực đẹp đẽ đây, rất to, rất khủng, có cả chán, nhưng không hề có một cái cách mở khóa biometric nào, tức là anh em không thể sử dụng đôi mắt hay là vân tay để có thể mở khóa được chiếc máy. Chiếc laptop này thì pin cũng to, rơi vào khoảng tầm 90 Wh, trên một chút, nhưng mà bởi vì sở hữu cho mình một cấu hình quá là cao, i9 với cả RTX 4090, thế nên là mức pin của nó không cao cấp cho lắm. Nhưng cũng may mắn là chiếc ROG Scar này cũng có cổng Type-C để cho anh em sạc lên tới là 100W. Anh em không cần phải đem cái cục sạc 330W cực kỳ nặng kia nữa, chỉ cục sạc đấy thôi là cũng thể đủ để sử dụng qua ngày. Và cuối cùng, có lẽ là cái điểm yếu cao nhất, cái điểm trừ cao nhất mà khiến cho đa số chúng ta không thể đụng được chiếc laptop này, đó chính là mức giá của nó. Với ROG Strix K18, với 2K 16:10 240Hz, với i9 13980HX, RTX 4090, 64GB, 2TB SSD, thì mức giá của nó sẽ là 125 triệu. Nếu mà anh em vẫn giữ nguyên cấu hình, giảm xuống cái kích cỡ, tức là ROG Strix K16 ấy, thì anh em sẽ giảm xuống là 95 triệu anh em nhé. Nghe thì có vẻ như là khá đắt, nhưng mà khi mà mình tham khảo các hãng khác với những chiếc laptop khác cùng mức cấu hình như này ấy, thì giá của ROG Scar lại thành ra khá hấp dẫn và khá là rẻ so với những chiếc laptop đấy. Và một phần nữa, nếu mà anh em build một chiếc máy tính desktop nhá, là i7-13700K, RTX 4070 Ti với những đồ cao cấp nhất của ASUS ấy, thì cũng rơi vào khoảng tầm 80 triệu, hơn 80 triệu một chút. Tức là anh em sẽ phải bỏ ra trên tầm thêm 20 triệu, 40 triệu để có một cái trải nghiệm đem đi đem lại như này, thì mình nghĩ rằng cũng không là quá đáng lắm. Nếu mà anh em hứng thú ấy, thì thực sự đa số chúng ta, 99% chúng ta không sử dụng chiếc laptop ở đâu. Nhưng mình muốn nói rằng ASUS đang gửi cho chúng ta một cái thông điệp rằng những chiếc laptop bây giờ đã có thể thay thế được desktop rồi. Nhiệt độ của nó không quá cao nữa, cái mức hiệu năng của nó thì cực kỳ hấp dẫn, và mức giá thì hơi cao một chút, nhưng mà thực sự thì cũng đáng thôi anh em ạ. Nếu mà anh em hứng thú nhá, thì mình sẽ để đường link dưới mô tả. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hấp dẫn thì hãy bấm like và subscribe. Và cùng thì rất cảm ơn anh em đã xem video này, và hy vọng gặp lại anh em ở video khác nhé.